Màu sắc đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong thiết kế nội thất, không chỉ thể hiện phong cách thiết kế mà còn làm tăng vẻ đẹp thẩm mỹ cho ngôi nhà. Tuy nhiên, đối với những ai không chuyên thì việc phối màu trong nội thất không phải là điều dễ dàng. Vậy làm thế nào để tự trang trí nếu bạn không có kiến thức chuyên sâu về màu sắc? Ngay sau đây, hãy cùng blog Nội thất đẹp tìm hiểu cách phối màu cũng như những nguyên tắc cần nằm lòng trong thiết kế nội thất nhé! Ý nghĩa của màu sắc trong thiết kế nội thất. Có lẽ ai cũng hiểu được rằng màu sắc chính là vẻ đẹp riêng của vạn vật. Trong thiết kế, màu sắc được coi là linh hồn của mọi không gian và thành công của một dự án thường phụ thuộc vào sự chọn lựa màu sắc. Nguyên tắc phối màu trong thiết kế nội thất cũng tuân theo những quy định cụ thể. Màu sắc là một yếu tố cơ bản của ánh sáng. Các màu sắc sẽ tạo ra các tâm trạng khác nhau trong không gian sống của bạn. Nó có thể mang lại cảm giác phấn khích, đam mê, bình yên hoặc sự bí ẩn. Điều quan trọng là mỗi màu sắc sẽ ảnh hưởng đến mỗi người theo các cách khác nhau. Những yếu tố khác nhau cũng sẽ làm thay đổi nhận định, cảm nhận về màu sắc. Có thể kể đến như tuổi tác, chủng tộc, văn hóa, cũng như kinh nghiệm sống của một người. Ngay cả giới tính khác nhau cũng có những sở thích màu sắc khác nhau cho ngôi nhà của mình. Màu sắc mang đến kết cấu hoàn thiện cho một không gian. Nó đóng vai trò hỗ trợ để làm nổi bật vẻ đẹp của một thiết kế một cách hoàn hảo. Nếu thiếu màu sắc, một thiết kế có thể mất đi phân nửa vẻ đẹp của nó. Và nếu như màu sắc không được kết hợp hài hòa, ý nghĩa của nó cũng sẽ mất đi. Do đó, việc kết hợp màu sắc trong thiết kế nội thất luôn cực kỳ quan trọng. Trong quá trình thiết kế nội thất, bạn cần chú ý đến ý nghĩa của từng màu sắc. Hiểu biết về ý nghĩa của màu sắc sẽ giúp bạn tạo ra không gian hài hòa, phản ánh đúng cảm xúc mong muốn, nắm rõ quy luật lựa chọn màu sắc chắc chắn là phần kiến thức hữu ích trong cuộc sống. Nó sẽ giúp bạn chọn được gam màu hợp mệnh, mang lại may mắn trong cả công việc lẫn tình cảm. Ngay cả khi không quá chú trọng vào phong thủy, đây vẫn là cơ sở để sở hữu không gian đẹp và sang trọng. Bằng cách kết hợp màu sắc một cách hài hòa, bạn sẽ dễ dàng sở hữu một thiết kế đẹp mắt, tạo ra nguồn cảm xúc tích cực và khắc họa rõ nhất phong cách kiến trúc của toàn bộ công trình. Hai, 6 nguyên tắc phối màu cần nắm lòng bàn tay. Nguyên tắc 60-30-10. Đây là nguyên tắc cơ bản để đảm bảo sự cân bằng bố cục màu sắc khi thiết kế nội thất, áp dụng cho mọi không gian như phòng khách, phòng ngủ, nhà bếp hay bất kỳ phong cách nội thất nào mà ngôi nhà của bạn đang hướng đến. Với nguyên tắc 60-30-10, bạn sẽ áp dụng 3 màu sắc khác nhau trong một căn phòng như sau. Đầu tiên, bạn sẽ chọn gam màu chủ đạo cho căn phòng và màu này sẽ chiếm 60% diện tích không gian. Thông thường, các tông màu trung tính hoặc màu nhạt sẽ là lớp nền hoàn hảo để tôn lên vẻ đẹp của những món đồ nội thất và các gam màu sắc khác. Tiếp theo là gam màu thứ cấp, chiếm 30% diện tích không gian. Các gam màu này thường đậm hơn một chút so với màu nền nhưng không quá nổi bật để tạo sự cân bằng. Cuối cùng là màu nhấn, chiếm 10% diện tích không gian. Những gam màu này thường mang chức năng tạo điểm nhấn, nên đây sẽ là những tông màu nổi bật nhất hoặc có tính chất tương phản với màu nền, màu thứ cấp để làm nổi bật không gian. Nguyên tắc phối 4 màu trong không gian. Khác với quy luật 60-30-10 đã được blog Nội thất đẹp đề cập ở trên, nguyên tắc phối 4 màu trong một không gian cũng là lựa chọn được nhiều người áp dụng. Theo cách này, màu sắc được phân chia như sau: một màu chủ đạo, hai màu phụ và một màu điểm nhấn. Tuy nhiên, áp dụng phương án phối màu này đôi khi khá khó và nếu không có đủ kinh nghiệm có thể làm cho không gian trở nên lạc lõng, tạo cảm giác ngột ngạt và thiếu sự kết nối giữa các không gian. Nguyên tắc sử dụng tông màu lạnh hoặc nóng. Nhóm màu nóng và nhóm màu lạnh đều được thể hiện trên bảng C màu. Các sắc thái như đỏ, cam và vàng thuộc nhóm màu nóng do chúng rực rỡ. Các màu trung tính như nâu và màu vỏ cây cũng được xếp vào nhóm này. Ngược lại với nhóm màu nóng, nhóm màu lạnh sẽ gồm các gam màu như xanh dương, xanh lá cây, tím và xám, mang lại cảm giác mát mẻ. Quyết định sử dụng màu nóng hay màu lạnh sẽ ảnh hưởng đến năng lượng của không gian.
Màu nóng thường tạo ra cảm giác lạc quan và hứng khởi, thích hợp cho các không gian giải trí. Hãy cân nhắc về việc sử dụng nhóm màu sắc này trong phòng ăn hoặc nhà bếp của bạn. Ngược lại, nhóm màu lạnh sẽ mang lại cảm giác yên bình hơn. Những gam màu này thường được ưa chuộng trong phòng ngủ và không gian văn phòng, những nơi cần sự nhẹ nhàng và tĩnh lặng. Nguyên tắc sử dụng hai tông màu đối xứng. Trong các nguyên tắc màu sắc của thiết kế nội thất, thì phối màu bổ sung được đánh giá là một nguyên tắc đơn giản. Khi bạn muốn sử dụng hai màu sắc trong không gian, thì hãy chọn hai tông màu đối xứng theo nguyên tắc này. Màu sắc đối xứng trên bánh xe màu thường tạo ra hiệu ứng cực kỳ tốt. Các ví dụ có thể kể đến như sự kết hợp giữa màu cam và màu xanh dương, màu vàng và tím, hoặc màu xanh lá và đỏ trong một không gian kiến trúc. Nguyên tắc phối màu tương tự. Khi lựa chọn màu sắc trong thiết kế nội thất, nhiều người thường phối các màu tương tự trong bánh xe màu. Theo nguyên tắc này, bạn chỉ cần chọn được một màu sắc chủ đạo và sau đó sử dụng thêm hai tông màu ngay bên cạnh màu trung tâm. Trong các màu được chọn, thường sẽ có màu là sự kết hợp của hai màu sắc còn lại, điển hình như màu đỏ, tím, xanh hay sắc đỏ, cam và vàng. Khi sử dụng 3 màu sắc kề nhau, bạn nên áp dụng thêm quy tắc chia tỷ lệ màu sắc 60-30-10. Điều này sẽ giúp đảm bảo rằng màu sắc trong không gian sẽ cân bằng, hài hòa và đẹp mắt. Nguyên tắc phối màu đơn sắc. Đây được coi là một trong những nguyên tắc phối màu nội thất đẹp và đơn giản nhất thông qua việc sắp xếp các màu cơ bản. Nguyên tắc này là sử dụng một màu chủ đạo và cộng hưởng cùng nhiều sắc độ khác nhau có chung gốc màu. Khi đó, không gian sẽ trở nên như một dãy màu monochromatic. Nguyên tắc này mang tính tối giản, vì vậy nó cũng thường được sử dụng cho nhiều phong cách tối giản và hiện đại. 3. Một số cách kết hợp màu sắc trong thiết kế nội thất dẫn đầu xu hướng hiện nay. Kết hợp màu trắng xám. Thuộc tông màu trung tính, gam màu trắng thường được lựa chọn vì tính linh hoạt khi kết hợp với các gam màu khác nhau. Tuy nhiên, nếu một không gian chỉ sử dụng màu trắng, có thể tạo ra cảm giác lạnh lẽo và nhàm chán. Vì lẽ đó, việc kết hợp tông màu xám và trắng sẽ mang lại sự hài hòa, ấm áp và góp phần tạo nên vẻ hiện đại, sang trọng và thanh lịch. Đây là sự kết hợp hoàn hảo cho những gia chủ ưa chuộng sự thanh lịch và trang nhã. Phối màu đen vàng ánh kim. Thường thì đây sẽ là phối màu phù hợp cho các thiết kế nội thất phong cách luxury, tân cổ điển. Do sự lấp lánh của màu vàng ánh kim từ các chất liệu kim loại óng ánh kết hợp cùng màu đen huyền bí, đem đến vẻ đẹp đẳng cấp, quý phái như trong hoàng gia. Phối màu vàng xanh lam. Thuộc nhóm màu lạnh nên màu xanh lam tươi mát luôn được ưu ái chọn làm tông màu chủ đạo. Kết hợp cùng màu vàng nhạt làm điểm nhấn cuốn hút, tạo nên tổng thể không gian nhẹ nhàng, thoáng đãng và vô cùng trẻ trung. Sự kết hợp này là lựa chọn hoàn hảo cho các bạn nữ yêu thích sự thanh lịch và tinh tế. Nó cũng rất phù hợp cho thiết kế nội thất phòng ngủ trẻ em. Phối màu tím đen. Tím đen là một sự kết hợp màu sắc vô cùng độc đáo trong thiết kế nội thất. Vì cả hai đều thuộc tông màu trầm tối, nên sự kết hợp này có thể tạo nên cảm giác ngột ngạt và bí bách. Tuy nhiên, nếu bạn thể hiện các gam màu dưới sự đa dạng của chất liệu, kết hợp cùng hiệu ứng đèn sẽ mang lại không khí ma mị, huyền bí cực kỳ lãng mạn. Phối màu xám vàng. Màu vàng tươi sáng luôn mang lại cho bạn nguồn năng lượng tích cực, kèm theo cảm giác hứng khởi và kích thích tư duy sáng tạo. Vàng kết hợp với tông màu xám nhẹ nhàng sẽ giúp cân bằng lại sắc độ màu sắc trong thiết kế nội thất không gian của bạn.
Như vậy là video trên của blog Nội thất Đẹp đã cung cấp thông tin về cách phối màu cũng như những nguyên tắc trong thiết kế nội thất. Hy vọng nội dung trên sẽ giúp các bạn hiểu hơn về phối màu trong trang trí thiết kế không gian. Các bạn thấy video của blog Nội thất Đẹp như thế nào? Hãy chia sẻ cảm nhận của mình bên dưới video này nhé! Nếu các bạn thấy video này hay và bổ ích thì hãy nhấn theo dõi, like và share, ủng hộ blog Nội thất Đẹp nhé! Các bạn cũng có thể xem thêm những video liên quan, chỉ cần nhấn chọn video ở phía tay trái hoặc là tay phải. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.